Video này sẽ giúp bạn trở thành top 1 Aza. Hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành top 1 Aza nào. Khi bắt đầu vào trận đấu, hãy nâng cho một được cấp độ đầu tiên và ưu tiên nâng mắc cho này trước, vì đây là chiêu thức gây sát thương chính của Aza. Khi kích hoạt, Aza sẽ bắn ra quang cầu gây sát thương phép và làm chậm kẻ địch, đồng thời khiến chúng bị lộ diện. Vì là chiêu thức cho tầm nhìn chuẩn và có thời gian hồi rất là nhanh, nên đây là một công cụ rất tốt trong việc trích bụi. Cho nên trong quá trình di chuyển cùng đồng đội, cứ spam chiêu 1 vào trong các bụi cỏ để trích bụi. Khi kích hoạt chiêu 2, Aza bay đến đè đầu cưỡi cổ đồng đội được chọn, đồng thời tạo lá chắn giúp áp dụng sát thương cho đồng đội đó, còn bản thân sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu. Nếu như đã đè đầu cưỡi cổ đồng đội, khi kích hoạt chiêu thức này, Aza sẽ lập tức tạo lá chắn cho đồng đội đó, kéo chiêu này sẽ nhảy ra khỏi đồng đội. Lá chắn chỉ tồn tại trong vài giây, vì vậy hãy căn thời gian kích hoạt hợp lý để hỗ trợ đồng đội chống chịu sát thương khi tiến vào giao tranh, chứ đừng spam bừa bãi như chiêu 1 nha. Ngoài ra, quá lên cũng phải có xuống. Trong một vài trường hợp nhất định, khi đồng đội mà bạn đang đè đầu cưỡi cổ bị thấp máu, hãy chủ động nhảy xuống để chống đỡ sát thương giúp đồng đội, ví dụ như nhảy xuống để đỡ lôi điểu giúp đồng đội chẳng hạn. Khi kích hoạt chiêu cuối, Aza sẽ tạo ra một pháp trận tại vị trí lúc bấm chiêu, giúp đồng đội trong phạm vi hiệu lực được tăng tốc chạy, đồng thời gây sát thương phép lên những kẻ địch trúng chiêu. Nếu kẻ địch ở trong pháp trận quá lâu mà không thể thoát được ra, sẽ bị biến hình và chịu hiệu ứng cầm lặng. Chiêu cuối của Aza có cả bùa lợi cho đồng đội và cả bùa hại cho tướng địch trong một vùng ảnh hưởng rộng lớn. Hãy tận dụng thật tốt chiêu thức này, chúng càng nhiều tướng địch càng tốt để giúp đồng đội giao tranh tốt hơn. Ngoài ra, chiêu thức này còn là công cụ để khép góc cực kỳ hiệu quả, qua đó giúp đồng đội truy đuổi hoặc đào thoát cực kỳ tốt. Nội tại giúp Aza khi máu dưới còn 40% sẽ biến thành sóc nhỏ trong vài giây và không thể bị chọn làm mục tiêu, đồng thời nhận bộ chiêu thức mới, 180 giây thời gian hồi. Aza sẽ không có combo chiêu thức cụ thể nào cả, chỉ cần sử dụng các chiêu thức hợp lý theo từng tình huống cụ thể là được. Các chiêu thức của Aza rất mạnh và có khả năng gây sát thương theo thời gian cực kỳ tốt nếu kết hợp với đồng đội. Bù lại, nếu chỉ có một mình, Aza sẽ rất yếu và rất tù nên sẽ không thể tạo ra được đột biến. Nếu để đầu cưỡi cổ các vị tướng có tầm đánh xa, Aza sẽ không thể phát huy được hết sức mạnh của bản thân. Vì lúc này, Aza sẽ chủ yếu tạo lá chắn cho chủ lực chứ không thể khống chế hay gây sát thương quá nhiều lên team địch, bởi Aza không có khống chế cứng. Cho nên, nếu đối phương áp sát chủ lực thì Aza và chủ lực đó cũng tương đối khó thoát nếu chủ lực không có tốc biến hoặc không có chiêu thức để đào thoát. Thêm vào đó, khi Aza đèo đầu chủ lực thì chỉ có người mà Aza đèo đầu cưỡi cổ đó là mục tiêu bị chọn để team địch tấn công ở khu vực đường đó, nên cũng sẽ rất khó để chủ lực tăng tiến sức mạnh. Vì vậy, Aza không phải là một vị tướng hỗ trợ bảo kê chủ lực, mà thay vào đó, Aza sẽ phát huy và đạt hiệu quả cao nhất khi kết hợp với những tướng có khả năng cơ động hoặc chống chịu có khả năng mở giao tranh tốt để tăng sức mạnh cho cả hai. Nếu để đầu cưỡi cổ các tướng cơ động như Aoi, Nagroth hay nói chung là sát thủ sẽ giúp cho các tướng cơ động có khả năng ra vào giao tranh tốt hơn, và Aza cũng sẽ được gây sát thương nhiều hơn khi các tướng này phải liên tục tham gia giao tranh. Cùng với đó cũng sẽ giúp tướng cơ động có khả năng kiểm soát bản đồ và đi ganh hiệu quả hơn rất nhiều, qua đó cũng sẽ mang lại được nhiều lợi thế cho các tướng đi đường. Còn nếu đeo đầu cưỡi cổ những tướng có khả năng chống chịu băng càn mở giao tranh tốt như là Tara, Skirt, Arthur, Toro sẽ giúp khả năng càn lướt của các vị tướng này sẽ mạnh mẽ hơn, các vị tướng đó khó bị hạ gục hơn, còn Aza sẽ liên tục được gây sát thương trong giao tranh, qua đó cũng sẽ giúp chủ lực ở tuyến sau có thể thoải mái gây sát thương hơn. Qua đó, nếu chọn vào Aza hoặc là khi đồng đội đã lấy vào vị tướng Aza thì các chủ lực hãy lựa chọn vào những vị tướng có thể tự lo cho bản thân được. Ví dụ như Hayate, Joker, Elsu, Violet thì đội hình sẽ hiệu quả hơn khi có Aza. Khi Aza đều đồ kỹ của đồng đội, sẽ có một vài phép bổ trợ mà Aza trang bị khi sử dụng sẽ có tác dụng trực tiếp lên đồng đội mà Aza đang ngồi lên. Ví dụ như thanh tẩy, nếu như team địch có nhiều tướng khống chế quá thì mang thanh tẩy sẽ hỗ trợ cho đồng đội rất tốt. Còn không thì mang theo suy nhược cũng sẽ giúp hỗ trợ đồng đội khi tham gia giao tranh. Hoặc có thể mang theo ngất ngư để tăng khả năng giữ chân mục tiêu nếu đi cùng đồng đội không quá cơ động. Và khi đè đầu cưỡi của đồng đội, Aza sẽ không thể bị chọn làm mục tiêu. Trong khi đó, sát thương và lá chắn mà Aza tạo ra sẽ dựa theo chỉ số công phép. Nên bảng ngọc xuyên giáp phép sẽ giúp tối ưu khả năng gây sát thương của Aza, cùng với bảng phù hiệu ma tính sẽ giúp Aza sử dụng chiêu thức được nhiều lần hơn để gây sát thương và tạo lá chắn cho đồng đội tốt hơn. Về trang bị, với vai trò hỗ trợ, hãy khởi đầu với Aza bằng phụ trợ hệ thủy, tiếp đến là sách truy hồn, mặt nạ Berit, trượng băng, trượng hỗn mang và sách thánh để giúp gây tối đa sát thương và giảm hồi chiêu. Đó là toàn bộ về vị tướng Aza mà tôi có thể chia sẻ. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông nhỏ bên cạnh và bấm like cho video này nếu bạn thấy nó hữu ích. Chúc các bạn sẽ sớm trở thành top 1 Aza. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.